Làng Đào Quạt, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, một ngôi làng cổ ẩn chứa nhiều lớp trầm tích văn hóa, nơi sinh ra nhiều nhân kiệt cho đất nước. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, các thế hệ của làng Đào Quạt đã làm giàu thêm giá trị truyền thống của huyện Ân Thi để người dân thêm trân trọng, tự hào về quê hương giàu bản sắc văn hóa lịch sử. Đầu thế kỷ thứ 13, bởi vì là khi ấy là cái thời kỳ mà thôn Đào Quạt là xuất hiện nghề làm quạt rất là phát triển, sản xuất ra các cái quạt để cung tiến về cho nhà vua, thế rồi là quan lại triều đình lúc bây giờ, và đồng thời là phục vụ nhân dân. Làng Đào Quạt chúng tôi là có cái tên Đào Quạt là bởi cũng xuất phát từ cái nghề quạt này. Nghề làm quạt ở làng Đào Quạt nay đã mai một, song dấu tích của một thời vàng son vẫn được lưu trữ tại di tích quốc gia đình Đào Quạt. Nơi đây không chỉ mang nhiều giá trị kiến trúc nghệ thuật mà còn lưu giữ một số cổ vật, đồ thờ có niên đại thời Hậu Lê và Nguyễn như một bia đá, hai tượng phỗng đá, ba chân tảng đá hoa sen, 18 đạo sắc phong thời Hậu Lê, thời Nguyễn và đặc biệt là hai bộ xương quạt bằng ngà voi. Đình Đào Quạt cũng là nơi chứng kiến các canh hát chống quân giữa trai gái làng Đào Quạt và làng Tào Khê bên kia sông. Nền văn hóa chống quân cổ truyền của làng Đào Quạt các cụ kể lại là từ thuở xa xưa, tức là cách đây có hơn 1.000 năm rồi. Thì khi có làng Đào Quạt hàng năm cứ rằm tháng 8 là nếu không mưa là hát từ tối gà gáy tay tia sáng mới về. Các thôn ở xung quanh là cứ nghe hát chống quân là về thì cứ ngồi đầy hết ở mé sông. Thí dụ bên này ra trước, bên kia chưa ra thì bên này người ta hát gọi cho là gà mái đi đâu. Để cho gà sống chọi nhau này thế này, để xong bên kia bây giờ mới lại ra trả lời, nên người ta cứ hát đối nhau, người thua, con gái bên kia phải lấy con trai bên này. Địa linh sinh nhân kiệt, đất thiêng có người tài, làng Đào Quạt đời nào cũng sáng người những tấm gương kiên trung bất khuất, những bậc hiền tài đóng góp cho tổ quốc dân tộc. Nơi đây nổi tiếng với vị võ tướng Đào Công Trí tài năng xuất chúng, có công đánh giặc Chiêm Thành, đồng thời cũng là quê hương của nhà tư sản yêu nước Phạm Chân Hưng, giáo sư viện sĩ Phạm Huy Thông. Theo gia phả họ Phạm, cụ tổ dòng họ Phạm là Phạm Quang Chiếu, từng đỗ đại khoa thời Lê, được khắc tên trong bia đá ở Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Đào Quạt hôm nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường giao thông rộng rãi, sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng khang trang, đời sống vật chất tinh thần của hơn 400 hộ dân với 1.500 nhân khẩu có sự phát triển vượt bậc. Đào Quạt đang phấn đấu trở thành khu dân cư nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Dù vậy, có những giá trị văn hóa cốt lõi vẫn được bao thế hệ nơi đây âm thầm gìn giữ, bảo tồn.